Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Kẻ cầm đầu vụ cướp ở Tây Ninh giấu vàng ở nhà bạn gái. Ngày 19 tháng 12, Công an Tây Ninh tạm giữ Nguyễn Hồng Khắc, Võ Tấn Quốc, Lê Đăng Khoa và Lê Văn Phương cùng ở huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh để điều tra hành vi cướp tài sản. Trong đó, Nguyễn Hồng Khắc là kẻ cầm đầu vụ cướp tiệm vàng chấn động Tây Ninh. Tại cơ quan công an, Khắc khai nhận trước đây cho vay lấy lãi nên chiêu mộ được một số đàn em, trong đó có Quốc, Khoa và Phương. Gần đây, anh ta làm ăn không thuận lợi và đánh bạc thua nhiều tiền. Muốn có tiền trang trải, ngày 15 tháng 12, Khắc rủ Khoa đi cướp tiệm vàng. Khoa đến tiệm vàng Kim Phụng ở huyện Gò Dầu mua một chiếc nhẫn để quan sát, còn Khắc chuẩn bị súng và bình xịt hơi cay. Anh ta mượn xe Exciter màu xanh của người bạn rồi tháo biển số, đem đến tiệm cầm đồ chuộc xe Exciter màu đỏ của mình, sau đó gắn biển số giả. Chiều ngày 16 tháng 12, trước khi xuất phát, Khắc giữ khẩu súng bắn bi, Quốc và Phương mỗi người cầm con dao. Bốn tên mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm, đeo găng tay và khẩu trang chở nhau trên hai xe Exciter đến tiệm vàng Kim Phụng. Đợi tiệm vàng chỉ có một mình chị Lê Thị Kim Thoại trông coi. Khoa đứng ở trước cảnh giới, ba kẻ còn lại tiến vào trong. Một tên cầm súng ngắn và bình xịt hơi cay chĩa súng vào chủ tiệm vàng. Nghe tiếng vợ tri hô có cướp, người chồng ở sau nhà chạy lên, bị chúng dùng bình xịt hơi cay tấn công. Hai vợ chồng chủ tiệm bỏ chạy ra sau nhà. Lúc này, Phương và Quốc đập vỡ tủ trưng bày, vơ lấy các loại vòng, lắc, dây chuyền, cho vào túi xách rồi phóng ra ngoài. Thấy hai người dân ở gần đó chạy đến, chúng dùng dao rượt đuổi. Cả nhóm chạy về nhà người quen của Khắc ở xã An Hòa, huyện Trảng Bàng lánh mặt. Khắc mang xe trả lại cho bạn, rồi thế chấp lại xe của mình tại tiệm cầm đồ. Hơn 5 lượng vàng 18 carat cướp được, anh ta chôn sau vườn nhà bạn gái, sau đó đi trốn. Khi biết các đồng phạm lần lượt bị bắt, Khắc cũng ra đầu thú. Sáng ngày 19 tháng 12, Công an huyện Gò Dầu đã trao trả toàn bộ số vàng cho chủ tiệm vàng Kim Phụng. Phương Thanh tiết lộ gây sốc, Minh Thuận báo mộng cho cô về bùa ngải chôn dưới gốc cây. Phương Thanh cho biết sau 45 ngày mất, anh về báo mộng. Theo chỉ dẫn, nữ ca sĩ tìm thấy bùa Thái làm bằng bông gòn nhét trong búp bê và hình nhân ở dưới gốc cây cảnh ngay cửa sổ. Tuy nhiên, vẫn còn một con búp bê có liên quan tới tâm linh nữa vẫn chưa được tìm ra. Đến 98 ngày mất, người anh này lại tiếp tục về báo mộng, phải tìm ra được con búp bê còn lại. Anh cho biết bị gài theo kiểu fan ruột tặng quà rồi đem vào nhà.
Dù không nhắc đến tên người anh trong bài viết, nhưng nhiều người vẫn đoán được Phương Thanh đang muốn nói tới Minh Thuận. Nam ca sĩ tình thơ mất vào ngày 18 tháng 9, đến nay đúng 100 ngày như lời Phương Thanh chia sẻ. Phương Thanh còn đính kèm hình ảnh những con búp bê, hình nhân tìm được trong dòng trạng thái, khiến cộng đồng mạng không khỏi hoang mang. Phương Thanh và Minh Thuận vốn là chỗ anh em thân thiết lâu năm. Trong thời gian Minh Thuận nằm viện, nữ ca sĩ cũng chính là người cập nhật thông tin về trạng thái của anh tới công chúng. Hồi tháng 9, Phương Thanh xuống tóc sang Ấn Độ theo khóa tu ngắn hạn và không có mặt kịp trong đám tang của Minh Thuận. Theo đó, từ khi mất, không ít lần Minh Thuận đã về báo mộng cho Phương Thanh về các tâm nguyện của anh. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ tiếp tục chia sẻ về việc gặp lại người bạn chí cốt nhiều lần trong mơ. Giọng ca Một Thời Đã Xa cũng tiết lộ lời nhắn nhủ của Minh Thuận đến với mọi người rằng: đừng buồn, đừng luyến tiếc anh nữa, để anh có thể yên tâm ra đi. Trước đó, ngày 6 tháng 11, tròn 49 ngày mất của Minh Thuận, Phương Thanh đăng tải hình ảnh cô đến thắp nhang cho ca nhạc sĩ quá cố, thu hút sự chú ý của dư luận. Chia sẻ về những đồ vật tìm thấy qua việc báo mộng, Phương Thanh cũng cho biết thêm cô còn được biết cả tên của người đã bài trò, tuy nhiên không thể công khai trên Facebook, đồng thời cũng nhắn nhủ với mọi người rằng hãy cẩn thận, đừng quá tin người mà mang họa vào thân. Tẩn láo lỡ, kẻ giết 4 người trong một gia đình, lĩnh án tử hình. Sáng ngày 25 tháng 12, Tòa án Nhân dân tỉnh Lào Cai đã đưa vụ giết người cướp tài sản xảy ra vào ngày 9 tháng 8 tại thôn Phình Ngang, xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai ra xét xử. Sau 4 giờ đồng hồ, phiên tòa đã kết thúc bằng bản án tử hình đối với bị cáo. Phiên tòa được xét xử lưu động tại trường Trung học Phổ thông Dân tộc Bán Trú, Trung học Cơ sở Trịnh Tường, xã Trịnh Tường, Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Đúng dịp chợ phiên nên đã có rất đông bà con nhân dân có mặt chứng kiến. Bị cáo bị đưa ra xét xử là Tẩn Láo Lỡ, tên khai sinh là Tổng Ân Nải, dân tộc Dao, 24 tuổi, trú tại thôn Phình Ngang, xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Trình độ văn hóa 1/12, là con thứ hai trong một gia đình có 3 anh em, đã có một vợ và 2 con. Theo cáo trạng trước tòa, vào chiều ngày 9 tháng 8, trên đường đi tìm bắt rùa đá, Tẩn Láo Lỡ gặp chị Tẩn Tả Mẩy đang chăn trâu, rồi kiếm cớ gây sự, dùng gậy gỗ đánh chị Mẩy trọng thương. Sau đó dìm chết nạn nhân xuống ao, rồi lấy đá chèn lên. Trong lúc đang chèn đá, Tẩn Láo Lỡ phát hiện con gái chị Mẩy là Tẩn Mai Phương, 2 tuổi, và cháu gái chị Mẩy là Tẩn Thùy Chi, 6 tuổi đi ngang qua. Sợ sự việc bại lộ, Lỡ đã lừa dìm chết cả hai cháu bé tại một khe suối và một vũng nước rồi lấy đá đè lên. Sau đó, Lỡ vào nhà, phát hiện thêm con gái út của chị Mẩy là Tẩn Thúy Vân, chưa đầy 1 tuổi, đang ngủ trên võng. Lỡ tiếp tục dìm chết cháu bé dưới nước rồi dùng đá chèn xuống. Sát hại các nạn nhân xong, Lỡ lục soát khắp nhà, lấy được một số tài sản trị giá gần 1,4 triệu đồng. Trước khi rời khỏi hiện trường, Lỡ còn dùng súng kiếp trong nhà chị Mẩy đặt làm bẫy tại cửa bếp nhằm sát hại những người còn lại. Tối cùng ngày, Lỡ do lo sợ đã trốn lên ở hang đá trên rừng gần nhà cùng một khẩu súng kiếp, một số đồ dùng và số tài sản cướp được. Đến tối ngày 4 tháng 9, Tẩn Láo Lỡ đã được gia đình đưa đến công an huyện Bát Sát đầu thú về hành vi giết người, cướp tài sản, giao nộp một phần số tài sản đã cướp được. Trước tòa, bị cáo Tẩn Láo Lỡ thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Tất cả những lời khai của bị cáo với cơ quan điều tra đều hoàn toàn tự nguyện.
Sau phiên xét xử công khai, đối đáp trình tụng nghị án, trước sự chứng kiến của các thành phần liên quan và đông đảo bà con nhân dân, hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với tội danh giết người, cướp tài sản mà bị cáo Tẩn Láo Lở đã gây ra. Bên cạnh đó, Tẩn Láo Lở phải chịu trách nhiệm bồi thường tiền mai táng phí đối với các nạn nhân bị sát hại và bồi thường tổn thất thiệt hại về tinh thần đối với các gia đình có người thân bị giết hại. Người 4 lần bị tuyên án tử hình. Tôi bàng hoàng không tin mình được tự do. Tối ngày 20 tháng 12, với quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can và trả tự do của Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Bắc Giang, ông Hàn Đức Long, 57 tuổi, ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, trở về nhà trong sự ngỡ ngàng của gia đình. Bà Mai, vợ của ông nói, nghe tiếng gọi cổng liên tục, gấp gáp ra mở thì khi mở ra không thể nào tin nổi vào mắt bởi người chồng 11 năm bị bắt như có phép tiên đang đứng ở đây. Từng ra ngoài Hà Nội là tôi đi phụ hồ để lấy tiền kêu oan cho chồng tôi. Mấy trong dòng mấy năm rồi, mỗi ngày được 120. Tối thì là thợ thuyền là người ta khắc xếp chỗ ngủ cho. Thế còn mà những ngày mà mình không đi làm phụ mà mình đi gửi thì là tối đến là cũng cứ ngủ ở vỉa hè cùng với người ta. Ra Hà Nội thì mình đi đâu thì mình không biết đường đi thì lại cứ phải thuê xe ôm. Thuê xe ôm thì mình cứ ra lỡ ngớ mọi lần, có lần thì mình thuê xe ôm mình thuê phải cái thằng cướp. Bà cuống cuồng gọi cho con dâu, người trong nhà. Tất cả mọi người nghe tin đều hét toáng lên. Bà kể và từ đó căn nhà ngập tiếng cười, tiếng khóc vì quá vui mừng. Đến 2 giờ ngày 21 tháng 12, cả nhà vẫn không ai muốn ngủ. Đứa cháu nhỏ ngồi trong lòng ông Long không muốn rời. Ông nói trưa ngày 20 tháng 12, ở trại giam vẫn buông màn đi ngủ, dậy tập thể dục như bao ngày. Ngày hôm nay là buổi trưa ăn cơm xong rồi. Ba người mắc màn đi ngủ. Mắc màn đi ngủ được buổi chiều dậy đang tập thể dục thì thấy cán bộ vào bảo anh Long thu đồ. Thế là tôi tưởng là tôi chuyển buồng giam khác hoặc là chuyển đi trại giam khác. Thế là thu đồ ra nơi, tôi xách túi đồ ra nơi, khai lại ra nơi kiểm tra rất kỹ. Sao không có cái gì cả. Thế là bắt đầu mới đưa cái giấy ra cho tôi đọc, anh đã được trả tự do. Tôi không tin rồi. Mà đến lúc xe về thì trấn Hiệp Hòa rồi. Về tối rồi mà đưa về đến cầu Ca Phú Bình, xong ngược về đây thì tôi chỉ muốn là tôi về thẳng đây. Người đàn ông 11 năm bị bắt nói, tôi bàng hoàng không tin vào tai mình nữa, ngỡ là họ đùa. Tôi phải nhờ người đọc đi đọc lại quyết định mới dám chắc đó là sự thật. Ông bảo lúc đó chỉ ước có thể bay ngay về nhà, không muốn chậm thêm một phút giây nào. Ông Long chia sẻ, bao năm qua, cho dù có lúc bệnh nặng hay 4 lần bị tòa tuyên án tử, tôi vẫn luôn vững tin có một ngày mình được minh oan. Ông bảo lúc này được ngồi ở nhà, quay quần bên con cháu, thì không thể quên thời khắc định mệnh phải xa gia đình suốt 11 năm. Tôi thì không hề rơi một giọt nước mắt nào. Các chị tôi đến đây khóc nhiều, các cháu nó khóc nhiều lắm. Tôi bảo không phải khóc, về rồi không có gì phải khóc. Ba chị em đi, nắm cơm đi, có tiền ăn đâu. Con gái tôi, đứa nào nó cũng tập trung, có đồng nào tập trung cho mẹ để mang đi tiếp tế cho cậu. Nó không có cái khổ nhục nào như chị em tôi, nó quá oan. Tuổi lắm đấy. Nào chỉ muốn khóc à. Em thì làm hai nghề thợ xây với thợ mộc, mỗi lần làm về được cầm 1 triệu 2 triệu đưa cho mẹ. Bố em bị bắt rơi xong thì nói chung là em cũng phải đi nghỉ học đi làm lấy tiền cho mẹ. Lúc đấy thì công ty thì chưa đủ tuổi, em phải vào trong Đà Nẵng bế con cho anh trai nhà bá ruột ấy. Thì mỗi một tháng anh trả là 500, gửi tiền về cho mẹ để mẹ đi kêu oan cho bố. Hôm đó tôi còn nhớ như in, mình đi nộp nốt số tiền bồi thường cho người hàng xóm vì trót làm họ bị thương, rồi tôi lên công an huyện và không được trở về nhà nữa. Giữa đêm khuya vắng lặng, trong câu chuyện của chồng, bà Mai ngồi kế bên với nụ cười đôn hậu luôn thường trực. Bà bảo những năm tháng đêm đêm phải khóc thầm đã qua rồi, giờ chồng bà về, bà không muốn rơi thêm nước mắt. Những tháng ngày tủi cực, những vất vả trong hành trình kêu oan nay cũng nhẹ vơi bởi gia đình đã được sum họp. Ông Long nói
chưa tính dự định gì, nhưng sáng nay, việc đầu tiên trong ngày là đến thắp hương với tổ tiên, cha mẹ và anh trai để báo ông đã trở về, đã được minh oan. Xa hơn, ông muốn dành thời gian tĩnh tâm lại, ổn định sức khỏe, chăm sóc con cháu, bù đắp sau bao ngày xa cách. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2015, một đôi vợ chồng ở thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, Tân Yên, Bắc Giang đi làm đồng về, không thấy con gái 5 tuổi ở nhà. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2015, một đôi vợ chồng ở thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đi làm đồng về, không thấy con gái 5 tuổi ở nhà. Sáng ngày hôm sau, một người phụ nữ cùng xã đi làm sớm phát hiện thấy xác bé gái tại mương nước gần bờ ruộng. Nhà chức trách xác định đứa trẻ bị hiếp dâm rồi dìm chết. Đến tháng 10 năm 2005, cơ quan điều tra nhận được đơn của hai mẹ con tố cáo cùng bị người cùng thôn là Hàng Đức Long hiếp dâm. Bị triệu tập, Hàng Đức Long thú nhận việc này, sau đó làm đơn tự thú là thủ phạm hiếp dâm giết đứa trẻ 5 tuổi nêu trên. Từ năm 2005 đến năm 2011, qua 4 phiên tòa, ông Long bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang và Tòa án Nhân dân tối cao tuyên phạt tội hiếp dâm trẻ em và giết người. Hình phạt chung là tử hình. Suốt thời gian này, ông đã liên tục kêu oan, nói là do bị ép buộc nên thời điểm bị triệu tập mới nhận tội. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!